Top 5 ngôi sao ngoài 35 tuổi vẫn có thể tỏa sáng ở mùa tới. Bước sang tuổi 30, hầu hết những cầu thủ đều sa sút phong độ cũng như dính chấn thương. Dưới đây là 5 cầu thủ ngoài 35 tuổi vẫn có thể tỏa sáng trong mùa giải tới. Số 5, Pepe. Hậu vệ 39 tuổi này đã giành được danh hiệu quốc nội gần đây cùng với Porto và được đưa vào đội hình tiêu biểu của mùa giải tại Liga NOS. Anh trở lại câu lạc bộ cũ theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2019 sau khi hết hợp đồng với Besiktas. Trước đó, Pepe đã có 10 năm đầy thành công với Real Madrid. Tổng cộng, hậu vệ năng nổ này đã có mặt trong 33 trận. Anh có tỷ lệ tắc bóng là 93% và tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 89% ở Liga NOS 2021-2022. Anh cũng là một phần quan trọng của hàng thủ đội tuyển Bồ Đào Nha cho đến nay. Porto được biết đến với việc giới thiệu những tài năng trẻ với người hâm mộ bóng đá. Pepe, với kinh nghiệm của anh ở những câu lạc bộ hàng đầu trong sự nghiệp đã qua, có thể giúp ích cho anh ở trên sân cũng như trong phòng thay đồ trong mùa giải sắp tới. Số 4, Thiago Silva. Không dễ để duy trì cường độ và phong độ đối với một hậu vệ kỳ cựu tại Premier League, nhưng việc Thiago Silva chuyển đến Chelsea và tái hợp với Thomas Tuchel lại là một thành công ngoại lệ. Silva đã giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea. Anh đã ổn định trong mùa giải thứ hai và có 48 lần ra sân. Anh đã thắng 108 pha tranh chấp trên không và có 54 pha tác bóng chính xác trong mùa giải 2021-2022. Cả hai hậu vệ hàng đầu là Antonio Rudiger và Andreas Christensen đều đã rời câu lạc bộ thành London trong mùa hè này và Chelsea vẫn đang tìm kiếm một hậu vệ đẳng cấp. Theo Sky Sport, trong khi Matthijs de Ligt được liên kết rất nhiều với The Blues, Silva có thể là nhân tố hàng đầu ở phía sau cho The Blues trong mùa giải sắp tới. Với kinh nghiệm mà anh có được, lão tướng vẫn có thể duy trì phong độ của mình giống như trong cả hai mùa giải trước. Số 3, Cristiano Ronaldo. Kể từ khi trở lại Old Trafford, Cristiano Ronaldo nhanh chóng trở thành trụ cột trên hàng công. Ronaldo, người luôn tin tưởng vào sự chăm chỉ, đã luôn duy trì được thể chất và sức mạnh của mình. Bất chấp những màn trình diễn tệ hại của Manchester United trong mùa giải này, với 39 lần ra sân chung cuộc, anh đã ghi được 24 bàn thắng. Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 3 tại Premier League. Anh đã 37 tuổi, vẫn còn nguyên khả năng săn bàn và chưa gặp chấn thương nặng ở mùa giải 2021-2022. Được biết, Ronaldo muốn rời Man United để tìm kiếm một câu lạc bộ khác. Vẫn chưa chắc liệu cầu thủ tấn công giàu kinh nghiệm sẽ tiếp tục với MU hay tìm kiếm một câu lạc bộ mới. Tuy nhiên, với niềm đam mê mãnh liệt, anh vẫn có thể chơi những trận đấu ở đẳng cấp cao nhất và ghi được hơn 20 bàn thắng. Số 2, Luka Modric. Luka Modric, năm nay 36 tuổi, vẫn đang làm chủ khu vực giữa sân của Real Madrid. Nhật báo Marca của Tây Ban Nha từng gọi Modric là một trong những bản hợp đồng tệ nhất của mùa giải năm 2013. Nhưng anh đã có màn lột xác ngoạn mục để trở thành một phần quan trọng của Real Madrid trong những năm qua. Quả bóng vàng năm 2018 gần đây đã giành được danh hiệu Champions League thứ 5 với Real Madrid. Anh đã chơi tổng cộng 41 trận trong mùa giải 2021-2022, có 11 pha kiến tạo với tỷ lệ chuyền bóng chính xác gần như 90%. Tiền vệ kỳ cựu này được cho là sẽ rời câu lạc bộ trong mùa giải này, nhưng màn trình diễn xuất sắc và ổn định của anh đã khiến Real Madrid phải gia hạn hợp đồng thêm 1 năm đến năm 2023. Modric chắc chắn sẽ rất hữu ích trong phòng thay đồ, thúc đẩy tương lai của những tiền vệ trẻ của Real như Aurelien Tchouaméni, Eduard Camavinga và Federico Valverde. Số 1, Lionel Messi. Messi vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 35 vào ngày 24 tháng 6 bên những người bạn thân và gia đình. Anh nằm trong danh sách những cầu thủ kỳ cựu từ 35 tuổi trở lên. Sau 18 năm gắn bó với Barcelona, Messi gia nhập PSG vào năm 2021. Đầu mùa giải, Messi chật vật hòa nhập với giải đấu mới và không đạt phong độ đỉnh cao. Nhưng sau đó, anh dần tìm lại nhịp điệu của mình và trong tổng số 34 trận trong mùa giải đầu tiên với PSG, anh đã ghi được 11 bàn thắng. Ngoài ra, anh còn đóng góp 14 pha kiến tạo và là chân truyền tốt thứ hai tại Ligue 1 mùa 2021-2022. So với màn trình diễn cho Barcelona, Messi vẫn chưa đạt được phong độ cao nhất tại PSG. Mối liên kết mà anh tìm thấy với Kylian Mbappe sẽ rất quan trọng đối với Messi. Được biết, PSG đã lên kế hoạch để Messi chơi ở một vị trí khác. Messi cũ mà chúng ta từng thấy khi anh còn ở Barcelona có thể trở lại. Chúng ta có thể mong đợi màn trình diễn đỉnh cao của anh sẽ trở lại với cả những bàn thắng và những đường kiến tạo trong mùa giải tới.